đầu với Phạm Quang Bảo. Tốt. 1-0. Tiếp tục phòng dẫn trước. 1, 2, 3, 4, 5. Bảo luôn và dẫn trước. Đây là Y Lan President. Lên. Dẫn trước. Lên rồi. Tiếp tục hạ xuống. Thu. Bắt đầu. Đầu với Phạm Quang Bảo. Tốt. 1-0. Tiếp tục phòng dẫn trước. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trước. Anh thua vào lên. Chuyển sang đây là Full Lan trên xa đơn. Còn 10 giây. Rồi, 0, 1, 2. Được rồi. 4, 3, 2, 1, hết giờ. Vào luôn, đây là Full Plan. Pressure Headband. Tiếp tục hạ xuống. 1, Archer Press. Thành công với bên tay anh hạ xuống. Đây là Vẫn Sâu. Press được 1 cái rồi. Còn 10 giây. Con Lever. Còn 5 giây. Back Lever. 3, 1, kéo với điều 2. Mà này cháy rồi. Khởi đầu với đây là 1, Press Head Hand Stand. Tốt. Tiếp tục hạ xuống. 1, Push Hold. Anh chuyển sang Victorian Hold. Rất chắc. Còn lại 10 giây. 1, kéo chậm. 2, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Hầu đến chết đi thôi. Vào luôn và dẫn dụng. Đây là Y Lan President. Lên. Rất chắc. Lên rồi. Tiếp tục vào xuống. Thu. Anh thu vào. Tiếp tục là Full President Headstand. Còn 10 giây rồi. Đây là Full Plan. 1, 7, 5 giây, 5 giây. Chuyển sang Back Level. 1, hết giờ. Rồi vào Quách Kiên khởi đầu với đây là Full Plan. 1, 7, 2, 7. Chuyển sang Con Full Folder. Đây là Back Lever. Oh. Còn 10 giây rồi. Tiếp tục là Full Run. 5, 4, 3, 2, 1 và cuối cùng là Back Lever. Rồi vào Cao Vũ khởi đầu với Full Run. Press and Headstand rất nhanh. Tiếp tục hạ xuống. Đẩy lên. Anh được rồi. Anh chuyển sang xa kép. Đây là 1. Còn chuyển sang Back Lever. Còn 10 giây. Đấy, kết thúc luôn vậy ạ. 3, 2, 1. Thì chúc mừng Quách Kiên. Và cảm ơn Cao Vũ. Lần này không lại phát làm nhỉ? Rõ ràng.